xem phim. Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau, mua vé xem phim cùng nhau, ngồi trong rạp phim cùng nhau, gặp hay để tay giữa hai ghế. Nếu điều đó khiến cậu thoải mái, điều này không phải để xây dựng nhóm. Cậu chỉ không muốn đi xem phim một mình. Sao không thể là cả hai chứ? Các cậu muốn xem phim gì? Tớ chọn Em bé đấu với chú chó. Phim hoạt hình rẻ tiền chiếu liên tục đó ư? Độc ác. Họ mong chờ tới giờ cửa nhà và trả một khoản tiền không nhỏ cho một thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ở nhà để xem ư? Một chuyến đi xem phim là một cuộc phiêu lưu các cậu không thể có nếu ngồi ở nhà. Các cậu có thích hiệu ứng đặc biệt không? Có. Các cậu có thích những pha hành động không? Có. Thế còn sự bộc bạch? Có. Là sao? Bộc gì cơ? Tớ chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì. Sự bộc bạch là gì? Sự bộc bạch là việc đưa ra thông tin mà khán giả cần để hiểu về câu chuyện. Nghe nhàm chán quá. Nhàm chán ư? Đó là phần quan trọng nhất. Này, ai cũng biết.